Sáng nay mùng 7 tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai Việt Nam và chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã tiến hành hội đàm về công tác quản lý, xây dựng, thúc đẩy phát triển các cửa khẩu. Tại buổi hội đàm, sau khi đánh giá một số kết quả đạt được thời gian qua, đại diện hai bên đã ký biên bản thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, như tiếp tục phối hợp thực hiện thí điểm phương thức phương tiện vận chuyển hai chiều đến hết năm 2024, mở rộng phạm vi và chủng loại mô hình nhập có hàng, xuất có hàng, giải quyết thủ tục cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa sử dụng hộ chiếu thị thực hợp lệ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai Hà Khẩu. Hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, cơ chế thông quan hàng thương mại điện tử qua biên giới và xây dựng cơ sở hạ tầng thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Việt Nam, Bắc Sơn Trung Quốc, thúc đẩy mở chính thức cặp cửa khẩu Mường Khương Lào Cai Kiều Đầu Vân Nam, phục vụ cho người phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa, vật phẩm xuất nhập khẩu. Cùng với đó phối hợp nghiên cứu thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Kim Thành Bắc Sơn và Bản Vược Bá Sái.